Xin chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản Binbond để nhận tiền từ tất cả các nền tảng platform khi các bạn làm MMO. Thì như các bạn đã biết, cái thêm cái tài khoản Binbond này á thì cũng tương tự giống với tài khoản Bitwani. Đây là một tài khoản ngân hàng toàn cầu, gọi là ngân hàng quốc tế, được thể hiện trung gian giữa các nền tảng platform kiếm tiền trên Amazon, Google. Ok, thì để bắt đầu vào trong cái việc đăng ký cái tài khoản Binbond này thì các bạn click vào cái link ở bên dưới và các bạn mở ra như mình ở đây. Thì các bạn chọn cho mình là Accept Payment, là các bạn chọn cái mainly Accept Major Marketplace ha. Các bạn click vào Payout nữa, sau đó các bạn chọn Next. Trong cái phần Create Your Account này thì các bạn verify cái này ha. Rồi các bạn điền hết tất cả những cái thông tin email bắt buộc và số điện thoại và các bạn verify. Các bạn chọn create để tạo cho mình một cái tài khoản. Và trong cái phần này các bạn cần phải vào trong email để kích hoạt cái tài khoản Binbond của mình. Sau đó các bạn chọn sign in, đăng nhập lại. Thì các bạn đăng nhập lại thì các bạn chọn email và bắt buộc. Sau đó là các bạn click vào chọn set up account ở trong cái dashboard của tài khoản bank. Trong phần này các bạn chọn cho mình là Việt Nam và chọn là cái loại tài khoản individual là cá nhân. Rồi các bạn click vào và chọn continue. Trong phần continue này thì nó hiện ra cái form đăng ký tên, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc gia, địa chỉ, tất cả mọi thứ các bạn điền rất là trung thực với cái thông tin nó trùng với trên giấy căn cước công dân của mình. Và các bạn upload cái mặt trước của giấy, mặt trước mặt sau của giấy căn cước công dân của mình lên. Rồi các bạn dùng cái điện thoại để mà quét cái QR code này và mình verify cái khuôn mặt của mình ha. Và chúng ta xong rồi á, thì sau khi xong rồi thì các bạn qua bên tài khoản login vào Binbond lại thì dashboard này ha. Thì trong phần này các bạn tạo ra một cái tài khoản US hoặc là tức mình đã tạo tài khoản US rồi thì các bạn click vào cái ví dụ như mình demo là cái tài khoản 7 ha, mình click vào Amazon nè. Rồi sau đó là mình sẽ điền cái tên platform mình làm việc. Đấy, rồi sau đó mình chọn author cũng được ha, hoặc là link platform. Rồi chúng ta sẽ chọn cái hạng mục mình nhận thanh toán, các bạn chọn next ha. Ok, sau khi chọn Next xong là thì đây là cái thông tin của tài khoản Nhật ha, Serbin. Thì đây là cái bank mình demo thôi. Thì các bạn khuyên các bạn nên dùng cái bank US ha. Rồi ok, thì đây là cái quá trình đăng ký tài khoản Binbond. Rồi kết thúc. Thưa anh chào tạm biệt các bạn.